vinh danh thủ khoa 5 khoa của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, vượt qua hơn 1.000 ứng cử viên tiềm năng. Năm nay, 5 tân thủ khoa của 5 khoa tại ICTU đều sở hữu profile đáng nể, với kho thành tích đồ sộ và phong phú trên mọi lĩnh vực. Họ đã chứng minh được bản thân có khả năng vượt qua các thử thách học thuật và tiếp thu kiến thức mới vượt trội. Đây là danh hiệu cao quý, dành tặng các bạn sinh viên luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập. Với danh hiệu này, những thủ khoa của chúng ta đã ghi dấu ấn trong lịch sử của trường học và là những tấm gương sáng cho thế hệ sinh viên sau này dưới mái trường ICTU. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua 5 gương mặt thủ khoa đại diện cho 5 khoa của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Bạn Trần Minh Tuấn, sinh viên lớp Công nghệ Thông tin K17G, thủ khoa khoa Công nghệ Thông tin, tốt nghiệp lại xuất sắc với GPA đạt 3.7, đạt liên tiếp 2 năm đầu với danh hiệu sinh viên giỏi, 2 năm cuối danh hiệu sinh viên xuất sắc. Trong suốt quá trình học, Tuấn luôn được nhận học bổng của trường. Có thể thấy, Minh Tuấn đã luôn cố gắng nỗ lực và giữ vững phong độ trong học tập. Chính nhờ sự chăm chỉ và ham học hỏi đó, ngay sau khi kết thúc kỳ thực tập, Minh Tuấn đã được nhận vào làm kỹ sư IT tại tập đoàn Hồng Hải. Bùi Thị Diễm, sinh viên lớp Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử K17A thuộc khoa khoa Công nghệ Tự động hóa. Không chỉ là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA đạt 3.66 trên 4.0, Diễm còn có hàng loạt các thành tích khủng như học bổng Vingroup toàn khóa học, đạt học bổng liên tiếp 8 kỳ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, sinh viên tiêu biểu Đại học Thái Nguyên năm 2021-2022, giấy khen về công tác nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021, 2021-2022 và hàng loạt giấy khen thưởng về công tác đoàn hội. Chàng trai Nguyễn Đình Ban, lớp kỹ thuật y sinh K17A, khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Ninh, Ban luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và thành công trở thành một trong năm thủ khoa xuất sắc nhất với số điểm tốt nghiệp là 3.56 trên 4.0, xứng đáng với danh hiệu là một sinh viên năm tốt. Nguyễn Đình Ban cũng đã có cho riêng mình một bộ sưu tập giấy chứng nhận, giấy khen vô cùng đáng tự hào như nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giải nhất cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp ICTU, giải 3 giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 về lĩnh vực công nghệ thông tin và tham gia nhiều hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học khác. Cao Phương Thảo, sinh viên lớp thiết kế đồ họa K18A, thủ khoa khoa truyền thông đa phương tiện với điểm tốt nghiệp xuất sắc đạt 3.81. Thảo luôn giữ vững thành tích học tập cực kỳ tốt khi các điểm trung bình của từng học kỳ đều đạt xuất sắc và đạt liên tiếp 8 kỳ học bổng của trường. Bạn Chu Thị Soi, lớp thương mại điện tử K18C đã thành công trở thành thủ khoa khoa hệ thống thông tin kinh tế, tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm là 3.76, là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, không những học tập tốt, Soi còn là cô gái rất năng động trong các hoạt động phong trào của trường. Trên đây là 5 gương mặt tiêu biểu, cũng chính là tân thủ khoa của 5 ngành học tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Các bạn không chỉ là niềm tự hào của cha mẹ, của nhà trường, mà còn là động lực để nhà trường tiếp tục hoàn thành và các thế hệ sinh viên nối bước học tập, phấn đấu. Xin được chúc mừng các thủ khoa với thành tích xuất sắc mà các bạn đã đạt được. Các bạn đã làm rất tốt trong việc học tập và đạt được kết quả cao nhất trong khối lượng kiến thức. Chúc các bạn sẽ tiếp tục phát triển và thành công trong những bước tiếp theo của cuộc sống. Hãy luôn giữ vững niềm đam mê, sự cống hiến và lòng kiên nhẫn để đạt được những ước mơ lớn lao. Chúc các bạn có một tương lai rực rỡ và hạnh phúc. Trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cô.